Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo, video cuối cùng của một năm cũ chuẩn bị bước qua và năm mới chuẩn bị sắp tới. Thì em làm một đoạn video cũng làm một lời chúc đến toàn thể các bác, các anh, các chị cũng đã luôn ủng hộ kênh Cao Trung trong suốt thời gian qua, suốt trong một năm qua. Các bác đã ủng hộ và yêu thích và nhiều bác đã đặt hàng bên Cao Trung. Thì các bác sang năm mới thì chúc toàn thể các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Và đúng là bên em bán về âm thanh cũng luôn chỉ test thử 1-2 sản phẩm để gửi đến cho toàn thể các bác, những bác nào đặt hàng cho bên em. Thì hôm nay thì cũng là một đoạn video để test thử một bộ sản phẩm để bên em nghe nhạc và hát karaoke trong dịp Tết. Thì trước mắt là em test một cặp loa CAF cá heo, nó sở hữu một bát 40 và một tép kèn. Và em phối ghép phía đằng sau thì cũng là một đôi Audio Center PF12+. Và em đánh vào một chiếc đẩy Audio Center VA801 và một chiếc lọc in kèn của Hàn Quốc. Dòng này thì chất âm của nó rất tuyệt vời và hình thức thì nó rất đẹp đẽ. Và một chiếc vang Airstatic 5G. Thì để ngày mai thì anh em sẽ nghe nhạc và hát karaoke khi lưng dăm ba chén rượu, thì để cho anh em đến thưởng thức những bộ hát karaoke rất chi là bình dân. Và em phối ghép với một súp điện 3G Audio. Dòng này nó là súp bãi nhá. Nói chung là trong sản phẩm này thì em toàn bộ là sản phẩm hàng bãi. Thì em sẽ test thử mời toàn thể các bác nghe một bài hát về xuân để chào đón xuân mới sắp tới. Thì chỉ có vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì nó sẽ sang xuân mới. Chúc toàn thể các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe nhá. Và các bác hãy bấm ủng hộ kênh Cao Trung và nút đăng ký và ủng hộ kênh Cao Trung bằng một nút like nhé. Xin chào và xin mời các bác thưởng thức nhé. Xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ bên bên ngàn.
xem một đoạn nhạc để mời các bác vừa thưởng thức một bộ để bên em chơi Tết. Nhà rất nhiều loa, như hôm nay em mới gọi là chính thức sắm một bộ để anh em bạn bè đến vừa nghe nhạc vừa nhảy nhạc sàn và hát karaoke. Đó là gồm một đôi xe cá heo bát 40 và một đôi audio center. Lời nó thì rất tuyệt vời, đó là một trong những dòng loa được mệnh danh, đó là dòng loa karaoke, vua của karaoke, và một quả súp, đúng là súp sấm sét, súp của dòng 3G audio. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh nghe nhạc hát karaoke thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 11138 hoặc 0962 3555. Và cũng là năm mới sắp tới thì bên em cũng xin kính chúc toàn thể các bác và anh chị em trên mọi miền Tổ quốc một đón một cái Tết thật là đầm ấm và yêu thương. Vâng, có lẽ em xin phép tạm dừng video tại đây để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi sau cũng cùng gia đình đón mừng năm mới sắp tới. Vâng, em xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo vào những năm 2020. Và rất mong được sự ủng hộ của toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video của năm 2020 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.